Mình ước được ước là tính thì có mình bế ổn định báo cao có độ trí và mức thì khả năng mình và xá hay diệt mình ở mức là phải cao hơn tốc làng mà hát mình nghị định hướng dẫn cá tảo hồn cá sinh con thứ ba là tính tăng ngàn ba phú tăng mạnh to và toi kiểm lâm lò rất là cao sau khi ước hưởng ước hầu đề ó để hầu ba biểu quyết lẹo là mình cần học phải tổ chức thực hiện cho nên tăng toi xung khỏi là chịu đôn và giấy trắng mực đen vậu là dân đôn xã yến là có chứ mà to xã đó lắm tại xã yến là vậu rồi này dân đôn hay vậu vậu rú trong mạng mì tháng 10 năm 2014 tôi và bộ quyết định ở mạng hát lại vô vọng của mấy một hạ thả dân hầu ủy quyết định bởi đảng ủy ban hay có quyền đảng ủy ban đảng ủy sau quyết định ở mạng thằng số dự kiến và phạm sinh con thứ ba sang năm tức là mỹ bị có năm 2014 trong tháng mê có cái nhất trí được mất thù ở đấy và về tôi rất là khỏi về nhất trí khỏi ý chí hay là mình sáng cặp cặp thứ nhất là tăng hay là bốn lần là lòng không máu rồi để em giải thích khả năng là còn tay con có vẫn mì hay là bé khả năng bé lâu à nghiêm ngặt rồi khả năng tăng là bài tăng đảng viên có vấn sản xuất hay và mì sinh con thứ ba là phải kiểm điểm trước cũng là đưa vào nghị quyết rồi và mới đưa vào cái quỹ ước hương ước nên cái chỗ này thì cũng khó bây giờ để một mình tôi để sửa cái chỗ này ấy, cũng hơi khó. Bây giờ đã đưa vào cái nghị quyết của chính bộ. Vâng. Thế thì bây giờ thì là trong năm nay thì đã đưa vào như thế rồi thì năm 2016 thì cũng vẫn đưa vào tiếp, nhưng mà xem bàn bạc là mức phạt như thế nó phù hợp chưa, nó có cao quá không thì mình sẽ phải xem lại chỗ cái mức phạt này. Cùng cán bộ bản nhau bàn bạc lại. Để hỏi mỹ kia tòa nhà xuống khỏi và bạc sử có tính ngôn là xuống khỏi con với bạc của tên này xuống khỏi là tên này tên là trái phép với cậu tên là với bà có bạc sử trái phép với cậu tên này hoặc là mỹ tên là bà khác tức là anh ấy bảo khỏi trái phép. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.